Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay tôi lại làm một cái video nữa để hướng dẫn bà con về cái cách chọn cây giống cây đàn hương. Đó. Thì bà con đang nhìn ở đây là những cây đàn hương đang được nhân giống và phát triển tại Trung tâm cây giống Tam Đảo. Và những cây này đang được các chuyên gia chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Cây này đều đạt tiêu chuẩn hết để bà con có thể mang về và trồng. Thì cái cách chọn cây giống thì bà con nên chọn những cây như thế nào? Trước khi mà chúng ta chọn được cây giống để về trồng thì bà con nên chú ý là chúng ta phải làm đất trước, phải xong xuôi hết. À, thì sau đó chúng ta mới trồng là phát rừng đốt lương, sau đó là đào hố kích cỡ là 40x40. Bà con có thể rắc thêm một lớp vôi bột để bổ sung độ pH cho đất. À, đặc biệt là chúng ta nên rắc cả vào lòng hố nữa. À, sau khi chúng ta rắc được khoảng 1 tuần thì chúng ta bắt đầu mới chọn cây giống về để mua. Thì tiêu chuẩn chọn cây giống là như thế nào? Ít nhất cây phải đạt từ 30cm trở lên thì mới có thể trồng được. Đấy là ít nhất. Còn cây càng cao thì càng tốt. Thì cây đàn hương phải đạt tiêu chuẩn là trên 10 cặp lá thì chúng ta mới trồng. Lá phải xanh, bóng, mượt. Cây thân cây phải khỏe, dễ khỏe. Đặc biệt là bầu phải to, bầu ít nhất là bầu 12 trở lên. Và cây phải được đảm bảo là đảo bầu, dễ không chọc thủng xuyên bầu quá sâu. Đấy, để tránh tình trạng khi chúng ta vận chuyển cây sẽ bị héo. Đó thì bà con, đây là cái kỹ thuật chúng ta chọn giống để đảm bảo tốt nhất về cái cây giống đàn hương. Đó. Đặc biệt là cái thân cây đàn hương này thì bà con nên lưu ý là lá của nó là không được có sâu bệnh, cả côn trùng cắn, không có những vết thâm đen ở trên thân cây. Lá đặc biệt là không thủng bởi các tác động của côn trùng. Đó. Và lá không được ngả vàng. Ví dụ như đầu ngọn đàn hương mà trắng thì đây là lá non, thì đầu ngọn đàn hương mà trắng, và nếu mà thân ở dưới mà lá mà ngả vàng sắp có hiện tượng như là cháy lá và khô lá. Đây cây đấy nó cũng đang bị ảnh hưởng bởi vì cây chết ngược hoặc là do lấm rất là nhiều. Đấy, cho nên bà con cái cách lựa chọn giống cây đàn hương rất là quan trọng. Bà con nên lưu ý là chúng ta trồng cái cây đàn hương phải lựa chọn giống tốt thì chúng ta mới trồng. Đó là cái kỹ thuật chúng ta trồng đàn hương. Thì bà con muốn tư vấn thêm về cái cây giống đàn hương, hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật, hoặc là bà con có thể vào trực tiếp kênh YouTube của chúng tôi để xem những video trước chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con về cái cách chọn giống cũng như kỹ thuật trồng tốt nhất. Và đừng quên ấn đăng ký kênh của chúng tôi để được theo dõi những video mới nhất, và được mua cây giống của Trung tâm cây giống Tam Đảo thì bà con nên chủ động liên hệ theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp add vào Zalo để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho bà con tốt nhất về giống cây trồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm cây giống Tam Đảo.